Xin chào tất cả các bạn. Trên đây mình đang là một chiếc đồng hồ Apple Watch Series 4, một trong những cái thiết bị mà nó đã làm thay đổi hoàn toàn về cái thiết kế cũ như cái Apple Watch. Sau này thì phải đến những cái dòng như Apple Watch Series như là Ultra ấy, thì nó sẽ có thay đổi nhiều. Còn những cái dòng 4, 5, 6, 7, 8, 9 hiện tại đến thời điểm này thì nó vẫn sẽ mang cái thiết kế và cái xu hướng của cái chiếc Apple Watch Series 4 này. Đó, và dòng 1, dòng 2, dòng 3 nó sẽ thiết kế khác, và 4 này nó sẽ thiết kế hoàn toàn khác. Và hôm nay mình sẽ mở hộp ra một cái đồng hồ Apple Watch chuẩn, sẽ bên trong nó sẽ có những gì và bao gồm thay đổi ra sao nhá. Rồi, mặt trước của chiếc hộp này nó vẫn là một cái màu trắng như thế này. Đấy, một cái logo quả táo và chữ Watch in chìm, in nổi như thế này. Đấy, dập chìm nhá. Các bạn có thể sờ thấy được nó ở bên ngoài thì những cái khuôn nó sẽ nổi lên, nhưng mà cái dòng chữ tất cả đều dập chìm. Đấy, thiết kế rất là đơn giản và đẹp mắt. Đấy, hộp hoàn toàn màu trắng như thế này. Rồi, ok, xung quanh là đều là không có nội dung gì cả. Đấy, mặt sau thì chúng ta sẽ có thông tin của các thiết bị này. Đấy, bao gồm là hình ảnh của đồng hồ, series gì này, bản nhôm, bản thép hay là bản gì đó, titan vân vân. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bản là series 4 màu nhôm nhá, nhôm màu đen, và nó sẽ là bản Black Sport Band. Đấy, có nghĩa là dây thể thao màu đen, và kích thước của đồng hồ nó sẽ là 44mm. Đấy, thì ở đây những cái dòng như Series 4 này thì nó sẽ có hai kích thước là 38 và 44. Đấy, tương tự như dòng 123 cũng vậy. Về sau này từ Series 7 này thì nó sẽ có thêm là 41 và 45. Đấy, cộng Apple Watch Ultra thì nó sẽ có kích thước là 49. Đó, thì đấy là cái kích thước của mặt đồng hồ, tùy vào cổ tay của mỗi người kích thước như thế nào. Đấy, to hay nhỏ thì chúng ta sẽ lựa chọn cho chúng mình một cái mặt đồng hồ phù hợp để đeo cho nó hợp lý nhất. Ok. Rồi, bên dưới thì nó sẽ có mã hiệu, ký hiệu này, đấy, một số những cái thông tin thông số, số series number của cái đồng hồ này. Đó, và bên trong thì nó sẽ có cái gì? Nó sẽ bao gồm một đồng hồ Apple Watch này, một bộ dây này, một cái cáp sạc và một cái củ sạc USB. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ mở ra. Để mở được cái Apple Watch này thì các bạn chỉ cần kéo hai cái, đây, hai cái chốt ở hai bên như thế này, chốt thành bằng giấy nhá. Đó, sau đó bạn mở ra. Đó, mở ra thì các bạn thì nhìn thấy bên trong thì nó sẽ rất là nhiều hình ảnh của những cái đồng hồ lại thể hiện ở trên những cái dây của Apple lại đã đeo sẵn, biểu hiện như thế này, biểu trưng. Rồi, chính giữa sẽ là một cái mặt đồng hồ được in nổi nhá. Đấy, các bạn sờ nó sẽ thấy nó nổi lên như thế này. Đồng hồ luôn luôn chỉ như thế này, 10:10. Ok. Rồi, và các bạn sẽ có hai bộ phận. Đầu tiên là bộ phận là hộp đồng hồ, và thứ hai là một cái hộp dây đeo như thế này. Mình sẽ mở cái dây đeo này đi trước. Thì đồng hồ nó sẽ kèm một cái dây đeo mặc định như thế này, và trên tay mình là một cái dây đeo Sport Band, Black Sport Band chính hãng của Apple. Đó, và kích thước là 44mm. Rồi, cái dây đeo chính hãng này bằng dây đeo cao su thì các bạn cầm nắm sẽ khác biệt hoàn toàn. Bây giờ mình sẽ mở ra xem nó như thế nào nhá. Rồi, ok, hộp dây đeo này. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng cách đeo. Đây, các ngôn ngữ hướng dẫn sử dụng cách đeo như thế này. Đó, và một cái bộ dây đeo 3 dây như thế này. Chúng ta sẽ có một dây dài, một dây ngắn. Đấy, kích thước ML này, kích thước SM này. Đấy, và một cái dây để chốt. Đấy, để chốt như thế. Các bạn nhìn thấy là vẫn còn nguyên cả siêu như thế này. Đấy, thì cái dây này nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà có tính chất là thể thao, kết hợp với trang phục thể thao ấy. Đấy. Còn tuy nhiên thì chúng ta sẽ hay mua những cái dây bên ngoài, phụ kiện bên ngoài thì đeo sẽ thích hơn. Đó, dây này thì nó chỉ phù hợp với đồ thể thao thôi, tập luyện thể thao thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cất cái phụ kiện là cái dây, hộp dây này sang một bên. Rồi, ok. Tiếp đến thì mình sẽ đi vào cái nhân vật chính của chúng ta. Chúng ta sẽ có gì? Bây giờ mình sẽ mở hộp cái đồng hồ này ra. Đấy, xung quanh nó cũng vẫn là màu trắng quen thuộc. Và đằng sau thì nó sẽ có những cái thông tin tương tự như bên vỏ bên ngoài rồi. Vẫn là mã hiệu, vẫn là số series. Phần mô tả là kích thước, màu sắc đó, và chất liệu của cái thân đồng hồ. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra nhá. Đây, mình sẽ mở hộp cái đồng hồ này ra, xem nó có gì. Đó, ok. Rồi, thì bên mặt trước của chúng ta sẽ có, bên trái này nó sẽ là một cái mặt đồng hồ và được bọc bảo vệ bởi một cái bao nhung như thế này. Đấy, bao nhung nhá. Cảm giác cầm nắm rất là thích và sang trọng. Đó, rất là cao cấp. Đấy, mặt sau thì cũng được khắc luôn cái chữ là 44mm như thế này. Đây, các bạn thì nhìn thấy nó sẽ khắc luôn chữ là 44mm. Đấy, các bạn nhìn thấy. Rồi, bảo vệ rất là đẹp và kỹ lưỡng. Đó. Rồi, bên cạnh thì chúng ta sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này. Đây. Đấy, giấy hướng dẫn sử dụng, cách lắp đặt, cách cài như thế nào, cách khởi động ra sao, cách sạc, đấy, vân vân. Thì đấy là một cái giấy hướng dẫn sử dụng, và chúng ta sẽ kết nối với ứng dụng Watch ở trên iPhone nhé. Ok,
Rồi, tiếp đến là bên trong thì chúng ta sẽ có gì? Sẽ có một cái cụ sạc đi kèm như thế này. Tùy phiên bản thì cụ sạc tùy phiên bản và thị trường thì cụ sạc nó sẽ khác nhau. Phiên bản của mình là phiên bản Singapore nên nó sẽ là cụ sạc 3 chân như thế này. Đấy, còn các phiên bản Mỹ thì nó sẽ cụ sạc nhỏ hơn và ngắn hơn. Cái sạc của Apple Watch Series 4 này thì nó vẫn chưa phải là sạc nhanh, vẫn sạc của cổng USB và vẫn là sạc thường thôi nhá, nó vẫn chưa hỗ trợ sạc nhanh. Đó, ok. Đây ở giữa sẽ là một cái dây sạc như thế này. Rồi. Đó, đấy là tất cả những cái phụ kiện mà có bên trong một chiếc Apple Watch. Đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mở lấy cái Apple Watch này ra. Đấy. Rồi, ok, Apple Watch này thì các bạn có thể nhìn thấy là về cái thiết kế thì nó đã bo cong bốn cạnh. Đấy, bo cong bốn cạnh nhá, chứ nó không vuông và không dày như là những cái Apple Watch 1, 2, 3 nữa. Đấy, nó đã bo cong bốn cạnh rồi. Mặt trước là một cái màn hình rất là đẹp như thế này, phát cong 3D nhá. Kính này thì sẽ là kính cực lực thường thôi, chứ không phải Sapphire. Sapphire thì nó sẽ dành cho những cái bản như là bản thép hay bản titanium ấy, thì kính cực lực kính nó sẽ là kính Sapphire. Còn bản nhôm này thì kính nó sẽ là kính thường. Đấy, các bạn sẽ dễ vỡ hơn và dễ xước hơn. Yeah, ok. Đấy là mặt trước, một cái màn hình rất là đẹp như thế này, độ đen, độ chìm rất là sâu. Kích thước của nó sẽ là 44mm. Rồi, cạnh phải chúng ta vẫn là một cái nút xoay quen thuộc. Nút xoay này thì nó sẽ có tác dụng là lựa chọn cũng như là những cái nút tác vụ cơ bản. Đấy, bấm nút nhá. Bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái giữa sẽ là một cái lỗ mic. Đó, và bên cạnh thì cũng sẽ là một cái nút. Đây, ở đây, nó sẽ một nút khởi động ở đây. Nút này thì có thể có rất là nhiều tính năng. Sau này thì Apple đã thay đổi theo phần mềm, nó sẽ gắn nút này, có thể là nút nguồn hoặc là cũng có thể nút bật đa nhiệm vân vân. Đấy, còn nút chính này vẫn là nút vào trang chủ rồi truy cập vào tất cả menu ứng dụng và cuộn xoay này, cuộn xoay để zoom, để phóng vân vân. Đấy. Thì đấy là hai cái nút chính ở trên Apple Watch. Rồi, đấy là về phía cạnh phải. Cạnh trái chúng ta sẽ có gì? Cạnh trái ở đây thì chúng ta chỉ có một cái dải loa thôi. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có hai loa nhá. Hai loa được đặt tách riêng và nó sẽ nằm song song với nhau như thế này. Đấy, còn trên những phiên bản trước thì chúng ta sẽ có hai loa nằm dọc và hơi nhỏ. Loa này thì nó được tích hợp to hơn nên các bạn có thể nhìn rất là đẹp và cân đối. Rồi. Cạnh trên, cạnh dưới thì nó chỉ vẫn là hai cái rãnh để chúng ta có thể lắp đặt dây. Đấy. Và ở cạnh trên này thì các bạn sẽ chú ý là nó sẽ có một cái nút đây, nó sẽ có một cái đây ở cạnh dưới, nó sẽ có một cái chấu ở đây các bạn có thể vào bên trong, các bạn cậy cái này ra để chạy lại phần mềm thì các bạn cần phải thực hiện ở bên trong đây cái rãnh, các bạn nhìn thấy này, đấy, các bạn nhìn thấy nó sẽ một cái rãnh. Ở đây là máy nguyên nên nó sẽ chưa mất cái tem bảo vệ, còn nếu những máy nào đã chạy phần mềm rồi thì cái rãnh này này nó sẽ mất được cái lớp màng bảo vệ này và nó sẽ hiện lộ ra được khoảng 3 đến 4 cái chấu đồng ấy, 3-4 cái chấu đồng đấy là cắm cáp vào để chạy phần mềm trực tiếp ở trên Apple Watch. Trường hợp mà Apple Watch nó bị treo, bị đơ đấy, thì chúng ta cần phải thực hiện thao tác chạy phần mềm qua cái chấu đồng này. Ok, rồi, thì đấy là về cái giao diện bên ngoài. Bây giờ thì mình sẽ nói về cái mặt sau của cái Apple Watch này, xem nó sẽ có những thay đổi gì so với phiên bản trước. Đó, thì mặt sau các bạn thì nhìn thấy là nó đã làm rất là đẹp, hoàn thiện được tỉ mỉ hơn. Mặt sau thì làm bằng gốm nhá, nó sẽ ghi là đây là kích thước này, mặt sau này ceramic cây này, nghĩa là vỏ bằng gốm. Đấy, mặt sau này bằng gốm thì nó rất là bền và chắc chắn. Chúng ta sẽ có một cái đế sạc không dây ở đây. Các bạn chỉ việc đặt cái đế sạc này lên. Đấy, nó sẽ tự động nó hút như thế này. Đó. Đế sạc. Ok, tự động nó hút nhá. Và ở đây thì chúng ta sẽ có những cái thay đổi so với những cái thế hệ tiền nhiệm trước 1 2 3, đó là về các cảm biến. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái cảm biến ở giữa trung tâm nhá. Nó sẽ là bốn cái đèn LED màu xanh. Đấy, hai cái đèn LED hồng ngoại. Và ở xung quanh này nó sẽ là 8 cái cảm biến, 8 cái bóng để thu thập thông tin dữ liệu. Đấy, nhìn nó nhỏ gọn thế này thôi, tuy nhiên thì nó sẽ có nhiều bóng hơn, sáng hơn, bọc bóng thì nó sáng hơn, thu thập được những cái thông tin, những cái chế độ và những cái chỉ số sức khỏe trên cơ thể của chúng ta được dễ hơn và chính xác hơn so với thiết bị trước. Thì đấy là một cái thay đổi rất là hay và đây là một cái thay đổi rất là đáng giá nhá, rất là đẹp và chính xác. Thì cái thông tin của chiếc Apple Watch Series 4 này trở lên thu thập về thì cũng đã được nhiều đơn vị y tế trên thế giới sử dụng cái thông tin này để trong cái quá trình khám chữa bệnh. Đó, thì đấy là cái thông tin nó rất là chính xác. Rồi, mặt sau thì chúng ta sẽ còn hai cái chốt đây. Hai cái chốt này là có tác dụng để gài dây. Đấy, các bạn sẽ đưa cái dây vào cái rãnh này để lắp đặt. Ví dụ ở đây thì mình đã có một cái chiếc Apple Watch rồi. Đấy, thì các bạn chỉ việc bấm nút vào cái dây để kéo ra. Đấy, để lắp dây vào. Bấm nút để kéo ra. Đấy, thì các bạn sẽ chú ý cái phần rãnh như thế này nhá. Đấy, các bạn lấy cái dây ở trong cái hộp như mình vừa nói ấy. Đấy, các bạn đặt xuống. Đấy, đẩy sang khi nó kêu tạch là cái chốt nó sẽ vào trong cái phần nút bấm này. Đấy, nó vào cái rãnh này. Thì các bạn chỉ việc lắp vào như vậy. Đây, ở đây có một cái rãnh này. Đấy, cái rãnh thì cái chốt này này. Đấy, cái chốt này nó sẽ rơi vào.
cái rãnh đó. Đây, cái chỗ này nó sẽ hơi nhô lên ở dây ấy, nó sẽ rơi vào cái rãnh đó và các bạn lắp đặt như vậy là rất là dễ. Tương tự cái phần trên này cũng thế, các bạn cũng lắp đặt vào. Đó, như vậy là chúng ta đã lắp đặt xong dây. Ở đây thì mình đang sử dụng cái dây da bên ngoài và các bạn đeo lên. Đó, thì nó rất là đẹp nhá. Nó cảm giác thì cái thiết bị này nó tương đối là mỏng, màn to, tương đối mỏng và đeo lên rất là đẹp. Đây, các bạn thì nhìn thấy. Đó, rất là ok nhá. Rồi, thiết kế thì bo cong, tròn, mềm mại, đều các góc các cạnh cho nó không còn vuông vức nữa. Đấy, màn hình cảm giác nó sẽ to hơn. Rồi, đó, ok. Thì trên tay đây mình đang là một cái đồng hồ Apple Watch Series 4 và đây là toàn bộ tất cả những gì có trong một chiếc đồng hồ. Nó sẽ bao gồm tất cả những cái nội dung như thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy. Sau này thì lên những cái đời cao hơn ấy, nó sẽ lược bỏ bớt là bước lược bỏ mất cái củ sạc, nó chỉ còn là cái dây sạc tai si thôi. Đấy, thì đấy là những cái đời cao hơn, còn về cái đời 4 này thì nó sẽ vẫn còn đầy đủ toàn bộ những cái bộ phận cũng như là những cái phần như thế này, và cái giá trị cũng tương đối cao là về cái phần dây đi kèm. Đấy, thì nhiều thiết bị nó sẽ đi kèm những nhiều cái loại dây khác nhau và mỗi cái dây thì nó sẽ có cái giá khác nhau trên thị trường. Các bạn có thể mang cái dây lẻ này ra để bán cũng được, rất là ok. Vậy vì cái dây zin chính hãng đi kèm theo đồng hồ ấy, thì giá trị nó sẽ cao hơn là những cái dây trên thị trường, những cái dây của linh kiện loại 3. Ok, rồi trên đây là cái mở hộp nhanh của mình về chiếc đồng hồ Apple Watch Series 4 và những cái thay đổi, những cái đáng giá trên chiếc đồng hồ Apple Watch Series 4 này. Các bạn thì vào trong playlist mình để tham khảo thêm các bạn clip khác nhá. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.